lý nước thải ở khu vực này, tạm gọi là giai đoạn 1, sau này phần đất còn lại để nâng cấp cái công suất của nhà máy lên. Vì hiện nay cái vị trí nối là dạ báo cáo với anh đó là cái chiến S4 này á là để giải quyết việc bên cửa khẩu điện với lại các cái thì gói thầu thì là 01 là cái công ty 03.